chào bạn trai. Sao? Em tự giới thiệu về mình đi. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, cũng chào chú Hoài Linh cùng toàn thể khán giả có mặt tại trường quay. Quyền Linh. À. Dạ. Kể nó miễn có Linh được rồi con. Dạ. Con tên là Thu Thảo, năm nay con 28 tuổi. Con sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị, hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Con làm gì Thảo? Dạ, con là nhân viên kế toán tại bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ạ. À. Bên đây giới thiệu về mình đi. Dạ, con chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và cùng toàn thể khán giả, cùng bạn gái bên kia. Con tên là Lê Nguyễn Kiệt, năm nay 28 tuổi, quê con ở Sài Gòn, hiện đang sinh sống ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ủa gì kỳ vậy? Quê ở Sài Gòn mà sinh sống làm việc ở Vũng Tàu. Dạ, tại do ngoại con theo đạo Phật nên có tu dưới này, sau đó ngoại con bị yếu nên xuống dưới Vũng Tàu luôn. À, ngoại con tu ngoài Vũng Tàu hả? Rồi, vậy là hai bạn có duyên ha, ở Vũng Tàu không gặp, vô đây mới gặp. Bây giờ mình cho đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi đàn gái. Dạ, ưu điểm của con là con khá vui vẻ, con cũng dễ gần, dễ nói chuyện. Nói chung là con cũng biết nấu ăn. Rồi cái điểm yếu của mình? Dạ, điểm yếu của con thì nhiều lắm luôn cô. Ví dụ? Dạ, giống như ngồi trước mọi người về con cũng đang run lắm. Dạ, đâu đang run lắm. Đâu con. Dạ, con điểm yếu thứ hai của con là con bị mù đường á. Đi làm là chị đi được đường thẳng, con đường cong con không đi được. Không sao, có bản đồ trên Google rồi. Dạ, không sao mẹ, có gì mình chỉ đường cũng được. Có tật xấu gì không? Dạ có cô. Những lúc con ngủ chân 3-4 giờ sáng là con hay cười lắm. Con cười một mình thôi mà con cười to lắm. Ngủ cười trong mơ. Dạ đúng rồi. Cái cười... này mệt lắm rồi nha. Dạ, ai con tỉnh luôn cũng sợ lắm mà. Hả? Cái gì sao? Sao? Con cười to quá là con tỉnh ngủ luôn. Vậy đó hả? Dạ, con không biết mơ cái gì mà con hay cười lắm. Mình cười đi cho bạn trai bạn nghe coi bạn cảm nhận như thế nào. Ba giờ khuya đang ngủ mà nghe này cười chắc tôi bỏ phòng tôi chạy luôn. Không, chắc là ngủ mình cười thôi, nữa có chồng chắc không cười nổi đâu. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của con là vui vẻ hòa đồng, biết lắng nghe chia sẻ quan tâm người khác, yêu thích trẻ con, hiểu động vật, hiền, với lại cái có hiếu với gia đình. Còn khuyết điểm là gì con? Khuyết điểm của con là hiền nhút nhát, hơi run trước đám đông. Con có mấy mối tình rồi? Dạ hiện tại giờ con chưa có mối tình nào. Từ xưa giờ luôn? Dạ. Có một mối tình đơn phương yêu ai chưa? Dạ con chỉ là thích đơn phương. Thích con trai hay con gái? Dạ con gái. Thiệt không? Dạ thiệt. Có như là chưa có một mối tình nào luôn. Đúng hả? Rồi, trời, không có mối tình nào trơn á. Dạ. Mấy này nghi lắm à. Nghi gì chú Quyền? Bởi vì á, chú làm bạn mối hẹn hò bao giờ bên đàn gái cũng bắt chú hỏi là phải tìm ra giới tính, chứng minh giới tính. Con là chuẩn men. Chuẩn men luôn đúng không? Dạ. Chắc chắn ha? Dạ chắc chắn. Rồi, chuẩn men, chưa có người yêu, chưa có mối tình nào hết. Con cứ làm sao? Dạ con cũng chưa có mối tình chính thức nào con. Chưa có mối tình chính thức dạ, nào luôn. Con 28 năm nay chưa biết Valentine là gì. Có ai chưa? Dạ, dạ chưa, con chỉ tìm hiểu một vài người xong rồi tự chán thôi con. Mình chưa hôn ai mà cũng chưa ai hôn mình luôn. Dạ chị hôn má cái thôi, là chị trong quá trình tìm hiểu vậy thôi. Có nghĩa là cũng còn nguyên thùng luôn, nguyên đai nguyên kiện luôn. Dạ, con tem. Còn tem luôn kìa. Trời ơi. Ở bên kia sao? Mẫu mã có bị bóc tem chưa? Dạ con cũng chắc vậy cô. Nguyên tem luôn hả? Dạ. Chà. Như là hai đứa 28 hết. 28 tuổi. 28 năm chưa hề biết Valentine. Vậy mà bạn tôi 25 tuổi nó có thai 5 lần. Ghê vậy, bạn Linh ghê vậy. Vậy thì không được rồi. Phải biết Valentine năm nay nha mấy con. Dạ. Nhưng mà lý do tại sao con chịu đi tìm hiểu yêu đương? Do ba con mất sớm. Con thì ở với mẹ với em trai. Thì con chủ yếu là lo đi làm để phụ mẹ chăm sóc gia đình. Trời tội nghiệp không? Tức là vì chữ hiếu mà coi như chấp nhận hy sinh chữ tình của mình đó phải không? Dạ. Còn bạn này thì sao? Dạ. Con tìm hiểu ai thì người 1-2 tháng thì người đó đi lấy vợ à? Nhà con nên con không có tìm hiểu nhiều nữa. Có nghĩa là con đụng tới ai là người đó đi lấy vợ? Dạ đúng rồi, con ở chung bạn gái cũng vậy. Ở với bạn gái nào là bạn đó cũng đi lấy chồng luôn. Mà mình thì cứ dậm chân dạ, tại chỗ. Bây giờ con quyết định con ở một mình về chứ con không ở chung với ai nữa. Ồ vậy đó hả? Dạ. Ồ cũng lạ. Nói nghe nè. Dạ. Con có đặt ra cho mình một cái hình mẫu lý tưởng nào về cái bạn trai của mình không? Dạ có. Nên nhiều khi con khó quá sao? Con cũng không khó lắm. Ngoại hình là phải 1m65 trở lên. Rồi 1m65 trở lên. Trước hết là phải sạch sẽ. 1m69 được không bạn? Ha. 1m69 được không bạn? Dạ cũng được. Được luôn, chấp nhận luôn. Rồi phải sạch sẽ. Dạ sạch sẽ gọn gàng. Nói chung là không bóng bẩy. Bóng bẩy chứ phải không bóng.
Dạ. Thì đó, thì không bóng là đã đành rồi, chắc không bóng bẫy. Ý là tóc tai đi ra đường đừng có vút keo lại vút ngược đuôi sang sau. Con không thích con trai vừa mập vừa lùn, với lại ngực to mông to này nọ, con không thích. Ngực to mông to là không thích, mập lùn. Còn con sao, con suy nghĩ về cái mẫu bạn gái của mình như thế nào? Dạ, ngoại hình thì dễ nhìn, cao thì từ 1m55 đến 1m6. Cùng đạo Phật với con. Cùng đạo Phật, có cần phải xinh đẹp không? Khuôn mặt thì dễ thương được. Dễ thương là được, dạ. Rồi đúng không? Nhưng mà nãy giờ bạn này bạn nói những cái điều như vậy, con cảm thấy con đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 99,99%. 99,99%. 99,99 đó, người ta tự khẳng định là 99,99% đó. Con đòi hỏi là người ta có hết rồi. Nhưng mà em chỉ cao 1m50 thôi anh ạ. Em 50 hả? Dạ. Em gái. Cái xu hướng bây giờ phụ nữ thích là ngực to, mông to, sao dạ, con không thích? Dạ không, con không thích mông to, ngực to con không thích. Sao vậy? Con thích người nhanh nhon thôi. Nhanh nhon này hả? Dạ. Mập lùn không thích luôn hả? Dạ, mập lùn người ta kêu bảo là dê lắm. Trời ơi, đâu có, nói gì đụng chạm nhiều con. Con nghe người ta nói vậy. Đâu có, mập lùn mang kiến đen nhìn nó dễ thương lắm con. Thôi, con không thích điều gì ở người đàn ông? Lăng nhăng quá con không thích. Giống như đang tìm hiểu con mà đi nhắn tin tìm hiểu với một số người khác nữa con không thích. Thì ta tìm hiểu nhiều người của người ta để ta quyết định một người. Nhưng mà con không thích. Nếu như đã xác định với con thì không được lăng nhăng người khác. Rồi, như vậy là hai bạn cũng có ý rõ ràng rồi, mình hỏi về người thân thôi. Con đi với ai con? Dạ hôm nay con đi với lại sếp của con với lại 7 chị đồng nghiệp trong bệnh viện ạ. Rồi, chào cả nhà đàn gái. Xin chào Quyền Linh, xin chào Hồng Vân và tất cả các khán giả có mặt tại khán trường ngày hôm nay. Dạ, chào chị. Thì mình xin tự giới thiệu, mình là tên là Ánh Minh. Mình làm việc ở phòng kế toán Bệnh viện Bà Rịa. Và hôm nay mình đi ủng hộ cho nhân viên của mình. Trước tiên thì nói về Thảo trước. Một cô gái năng động, rất là dễ thương trong giao tiếp. Và đặc biệt Thảo cũng là một thành viên trong đội văn nghệ của phòng kế toán. Và mình rất vui là Thảo đã góp phần nên thành công khi mà phòng kế toán của chúng tôi có hội diễn văn nghệ luôn luôn đạt giải nhất. Hay quá rồi. Mình nhận thấy bạn trai cũng rất là dễ thương. Và một điều mà mình ghi nhận khi nghe Kiệt chia sẻ, rất là có hiếu với gia đình. Thì đây là một cái chàng trai phải nói là rất là tuyệt vời. Nếu mà các bạn tìm hiểu với nhau thì mong rằng là các bạn từ những cái điều tốt đẹp đó thì mình sẽ được phát huy nữa ha. Phát huy. Dạ, rồi cảm ơn chị. Con trai đi với ai? Dạ sáng mẹ con cũng có tính đi nhưng mà do sức khỏe mẹ con yếu nên rồi. Không có đi được. Rồi coi như là hôm nay con đi mình đúng không? Dạ. Yên tâm, bây giờ thì mọi người cũng đang theo dõi con và hỗ trợ cho con. Dạ. Ê, mở rào ra để hai đứa gặp mặt nha. Mở rào. Từng món, cái này trước đi. Mình có món quà xin tặng bạn. Dạ em cũng có món quà tặng anh, cây xương rồng ạ. Ý nghĩa bức hình là gì đó? Dạ hy vọng nếu mà bạn cho mình cơ hội thì hy vọng sau này mình với bạn cũng giống như bức tranh này. Dạ. Sẽ đi đến đền lòng đạo bạn. Dạ. Còn xương rồng sao tự nhiên tặng ta xương rồng vậy cơ? Dạ này em tặng anh cây xương rồng là ở ý nghĩa của nó cũng giống như là em vậy đó. Tuy bên ngoài nó khó gần một xíu, gai góc một xíu nhưng mà thực ra bên trong nó rất giàu tình cảm. Em tặng anh mà hồng bởi vì em thích mà hồng nên em mới tặng anh mà hồng. Lại ở đây có khắc ghi tên của em ở đây. Thì chấm 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 xong rồi em về em sẽ ghi tên của anh ở đó. Dạ cháu ơi, mình cũng muốn mà. Còn nữa kìa, cái pizza đó là sao? Thì đây là cái pizza do mình chuẩn bị trước cho bạn. Mong bạn thích nó. Dạ em đang là mình tự làm luôn á hả con? Dạ. Giỏi nếm quá vậy. Em múc miếng nếm cho bạn nữ thử đi. Còn nhiêu để tôi. Bạn trai chắc là nấu ăn giỏi hả? Đúng rồi. Con thì không biết nấu ăn. Nhưng mà con có đi làm thêm buổi tối nên quán con làm thì con sẽ học theo. À vậy đó hả? Rồi hy vọng là sau này nếu mà kết hợp lại thì hai bạn có thể mở một cái tiệm pizza. Cứ bỏ ở đây nè rồi hai đứa nói chuyện nhau đi. Ngon không? Dạ ngon. Ngon hả? Trời ơi pizza hình trái tim luôn nè Linh ơi. Hả? Sao mà ăn được? Được chứ để đó đi. Không được, cái đó người ta dành cho nhau đó. Trái gì ăn cũng được hết trơn. Lần đầu bạn gặp mình thì bạn thấy sao? Dạ thấy cũng được. Anh cũng nhìn anh cũng hiền. Dạ. Anh em đi đừng nói bạn. Dạ.
Anh thấy em sao? Thấy em cũng xinh dễ thương. Đúng như cái mong muốn của anh. Dạ, cảm ơn. Mà em ở Bà Rịa khỏi khúc nào hả? Dạ, em ở ngay đường Phạm Hùng. Phạm Hùng. Dạ, gần bệnh viện. Mà anh làm đó lâu chưa? Em làm được 4 năm rồi. Sao anh đi đó ngoài mà không thấy ta? Anh đi đâu giờ đó? Ý là cũng hay đưa mẹ đi khám ở Bà Rịa. Thì có thể thấy rồi nhưng không nhớ đâu. À, em làm bên khoa nào ạ? Em chuyên bên về viện phí. Trên tầng 2 đó. Anh có hay lên đó không? Chắc em đi vòng vòng ở tầng 1, tầng 3. Khi nào không? Anh đi dẫn mẹ đi khám bệnh thì cứ gọi em. Hay quá. Rồi chuẩn luôn. Trời ơi. Rồi vậy thì mình hẹn hò được không? Tuần chúng ta có thể gặp mấy lần? Dạ. Nếu như mà hẹn hò thì một tuần anh có thể xuống với em bao nhiêu lần? Thì nếu mà em không bận thì tối nào cũng xuống được. Em thì hay rảnh lắm, rảnh riết ạ. Tôi ở nhà chỉ nằm bấm điện thoại xem phim thôi à. Rảnh lắm rồi. Bây giờ mình trao đổi với nhau về quan điểm hôn nhân gia đình thế nào đi. Quan điểm về tình yêu của em là gì? Với em thì tình yêu thì trước tiên là phải chân thật, tin tưởng và quan tâm nhau. Còn đối với anh thì đầu tiên là phải chân thật, thứ hai là phải quan tâm chia sẻ trong mọi hoàn cảnh, thứ ba là phải luôn hướng về nhau. Cái đó em làm được, anh còn hỏi gì nữa không? Em thích trai hay gái à? Em con gì cũng thích trơn á. Anh cũng vậy. Dạ. Tại anh cũng thích con nít đó. Dạ. Nít nó dễ thương. Nhưng mà em thích là con gái trước hay là con trai trước? Dạ, con trai con gái gì trước cũng được hết trơn. Giờ chưa có tính cái ngày nào cưới mà đòi có con. Tôi 28 tuổi, tôi có con đầu lòng rồi đó. Nếu như mà tìm hiểu nhau được thì anh tính là tới bao lâu sẽ tính tới chuyện kết hôn? Anh tính là 2 năm. Dạ, em cũng chờ đó. Em có thể chờ được không ạ? Dạ không, em chờ được, 3 năm, 4 năm cũng được. Rồi. Dạ. Bây giờ mình hát tặng nhau một bài, sau đó mình bấm nút. Bạn nữ hát đi. Bạn nữ hát đến trước đây, đi. Em hát tặng anh một bài hát, tên là Đồng Xanh. Đồng xanh gió ru êm và mây nâng bước chân em về. Từ khi có anh bên em, đời em như vẫn thơ. Đồng xanh hát rì rào, nắng thâm tô má em ưng hồng. Bên anh nồng nàn, yêu thương ngập tràn như là từ bao lâu. Tình em rất mong manh, nhờ gió nói với anh. Trao nhau một tình yêu đắm say. Tình yêu đôi ta trong veo như giọt sương mãi vương vai em đầy. Em sẽ giữ mãi mãi kỷ niệm tinh khôi khi ta về đây. Lời anh hát, lời anh hứa, mang yêu thương đến muôn đời. Hãy đi bên em để yêu thương được bay cao, lại gần hơn nhé anh. Trời ơi, bạn nữ hát hay quá. Hèn gì mà được giải nhất hoài. Rồi, em trai hát đi. Đến đây em cũng xin hát một bài, một đoạn trong bài hát Em Gì Ơi. Này này nè, em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Việc gì mà ôm buồn đau, riêng mình ta. Cuộc đời là muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao. Trời sao, trời xanh núi cao, mây ngàn xanh. Rồi, chúc mừng em. Ôi, tập bài hay quá. Tập hay thiệt hay vậy đó. Bây giờ thì tiến hành bấm nút thôi. Hai bạn để tay vào nút bấm đi. Chúng ta đã trò chuyện. Còn bây giờ mình sẽ tiến hành xem chúng ta có thể bấm nút để hẹn hò hay không. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau. Và xin phép đại diện bên đàn gái cùng với gia đình của bạn gái là cho tụi con hẹn hò, tụi con tìm hiểu và con hứa cái gì đó. Nhân dịp cũng đến đây thì em xin phép chị với gia đình và bạn gái xin phép hẹn hò. Dù trong mọi hoàn cảnh nào thì em vẫn thương yêu bạn gái, vẫn quan tâm và lo lắng cho bạn gái. Còn em gửi lời đến gia đình của bạn trai, nhất là mẹ. Dạ, hôm nay con đến đây thì con xin được phép chào bác đang xem trên 6 tình hình. Cho phép con với lại anh Kiệt tìm hiểu nhau. Và nếu như mà có hợp thì con sẽ tính tới chuyện xa hơn. Nhân dịp hôm qua chương trình này thì
con cũng cảm ơn đến mẹ trong thời gian qua đã lo lắng và chăm sóc tụi con và nuôi con nên người. Một nụ hôn đầu tiên. Mấy em. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Nguyễn Thắng gửi tặng các bạn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước